Kính thưa cả nhà, đây là cá mồi chiên nha cả nhà. Cá mồi mình chiên nha. Cá mồi này chiên mình ăn với rau sống nha. Rất là ngon. Đó, cá mồi mình chiên mình ăn với rau sống nè. À, là giá hẹ với bông điên điển nha. Rất là ngon luôn, ăn với cá mồi chiên. Rất là ngon. Đây, cá mồi đây. Cá mồi này, 1 ký khoảng là 350.000 đến 380.000 nha. Cá mồi này nè. Cá mồi này xương rất là ít, thịt rất là ngọt. Tại cá mồi này mình muối nha, chứ không phải cá mồi tươi nha. Tại nó chiên nó, cái chảo nó không được ngon lắm. Nóng quá dạ. Rau nè. Rau này mình ăn cá mồi chiên nha. Nó rau rất là ngon, rất là tươi, rất là sạch luôn. Rau này là mình nhà ở nhà trồng á. Đó, cá mồi đây. Cá mồi rất là ngon. Ê, nóng. Thịt da nóng. Đây là nước mắm nha. Đó, nước mắm rất là ngon.